Cái đội 60 cân chỉ biết lắng nghe và đi qua. Cái thằng này đội đấy. Nó phải lượn sóng. Không dừng. Nhưng mà cái đợt gạch này nó xấu nhỉ? Đúng rồi, nó có cầu kiểu đấy.
ra từ người đấy. Làm ăn được 50 tuổi rồi. Mong được nghỉ để trả lời. Chứ cháu cho nó tốt được nghỉ bây giờ, bà mai cũng đã làm. Đi tìm mượn loang hoang.
chưa? Tao ơi. Diễn chưa? Bao nhiêu? Ăn đi nha. Ăn đi, ăn đi. Kèn dần nó ăn lâu lắm rồi. Ngon. Ngon. Cái kèn nó cũng thiếu 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 cái gì. Ai của. Ăn đi, ăn nhanh đi. Để tôi bắt sứt này. Ok. Alo. Ba để đây mà. Ừ, lạnh lạnh này ăn được bữa thì ngon đấy nhỉ. Giờ giờ. Ăn đi, gắp rau đi. Dạ rồi Dung ơi. Thì không phải đi mua rau. Ăn miếng to. Ăn miếng đậu. Để ăn này. Đây thì ăn này đúng rồi. Hai cả cái rau. Công nhận. Ăn đi mày. Ăn đi. 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 Ăn cái này hay nhỉ. Ừ. Có vào. Ăn đi. Lấy thả thả này xuống. Đi làm gói mì tôm nữa là ngon cả buổi chiều. Có chứ.